Kính bạch quý thầy, ba của con khi còn sống thường hay bói toán, xem số tử vi cho người ta. Và ông cũng có truyền dạy lại cho con cũng có xem cho mọi người, đặc biệt là trong những dịp Tết như gần đây. Nhưng đó không phải là nghề nghiệp sinh sống chính yếu của con. Nay khi con học hỏi về Phật Pháp, hiểu được chút ít về lý nhân quả và cố gắng tu tạo nghiệp lành, nhưng đối với việc làm này, thú thật con cũng chưa bỏ được, vì con thấy trong chùa cũng có cho người ta xin xăm đoán quẻ. Vậy xin hỏi việc làm của con có trái với lý nhân quả và có mang quả báo tội lỗi hay không? Kính xin quý thầy hoan hỷ giải đáp cho con được rõ. Con xin tri ân quý thầy. Và đó là vấn đề được đặt ra trong câu hỏi thứ hai. Với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin được thành tâm cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư có đôi lời giải đáp. Thành tâm cung thỉnh Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa với các vị, ở cái câu 2 thì vị cư sĩ này đưa ra cái vấn đề về bói toán. Và khi mà đưa ra bói toán thì uổng cho vị này cái chỗ gọi rằng là con là hiểu được Phật Pháp, biết chút ít về nhân quả mà vẫn không bỏ được cái việc đó, bằng cái câu biện luận rằng là con thấy trong chùa vẫn làm cho nên là con làm. Uổng cho vị đó. Khi đã hiểu về nhân quả, đã hiểu về Phật Pháp thì cái chuyện mình đi xem đã sai, đừng nói chi là mình xem cho người khác. Cho nên trả lời một cách ngắn gọn rằng cái việc vị cư sĩ này làm là sai với nhân quả. Không những mình không tạo được cái phúc lành cho mình mà mình lại kéo người ta đi vào cái con đường mù mờ, mê tối và lầm lạc. Cho nên cái công việc này thì nếu như vị cư sĩ này đã nói rằng nó không phải là nghề nghiệp chính thì hãy mạnh dạn bỏ. Và nói là không phải là nghề nghiệp chính thì có nghĩa rằng anh này hoặc là vị này có được một tí xíu cái tư lợi trong cái việc xem bói toán. Phải là có. Bởi người ta nói đấy ta xem, người ta cũng phải là gì? Người ta cũng phải đấy hồi hướng lại chứ. Đúng nào? Cho nên ít ra ít nhiều anh này cũng phải có một tí xíu tư lợi trong việc này. Và nếu như là một vị cư sĩ hiểu Phật thì hãy mạnh dạn bỏ. Hãy mạnh dạn bỏ. Bởi vì cái việc bói toán, xem ngày giờ, đoán mệnh số, những việc này trong giáo lý Đức Phật, Đức Phật không đồng ý. Ngài không chấp nhận. Và Ngài cũng không cho phép là người đệ tử Ngài được làm chuyện này. Các vị phải lưu ý là vậy. Trong giáo lý Đức Phật thì hoàn toàn không có. Cho nên mọi vận số, ngày tốt, ngày xấu, mệnh của mình như thế nào hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của mình. Mình đủ khả năng quyết định được cái nghiệp của mình, đủ khả năng quyết định được ngày tốt, ngày xấu, mệnh đẹp hay là mệnh xấu, tất cả là do mình quyết định được. Mình đủ khả năng chứ. Người học Phật, mình lấy cái trí tuệ của Đức Phật, lấy sự giác ngộ của Đức Phật để làm chủ y cứ. Mình cứ theo lời Phật là không làm việc ác, nỗ lực làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là mục đích của người học Phật. Mà rồi cứ mình cứ tin theo bói toán, mình cứ tin theo cái ngày tốt, giờ tốt, rồi sinh xăm, tự nhiên cái chuyện không đau bộ đau, sinh cái quẻ xăm xấu, hạ, rồi tối về ăn không ngon, ngủ không yên. Những chuyện không đau đau rước khổ vào thân. Mà rước khổ vào thân như vậy thì mình phiền não, mình lo lắng. Thí dụ như năm nào đó mà nó tốt thì mình vui vẻ, còn cái năm nào đó mà nó xấu có tự nhiên mình lo lắng. Cho nên dám khuyên với các vị như thế này: thay vì các vị dùng cái tiền để bói toán đó, thì các vị làm cái công việc là đem cái tiền đó phóng sinh đi, cứu giúp người nghèo đi, cúng dường tam bảo đi, thì cái công đức đó nó nhiều lắm, cái phước đức đó nó vô lượng. Chứ lấy chi cái tiền đó rồi cuối cùng rồi mang cái họa vào thân, rồi chú cái lo âu phiền não vào thân chi vậy, không giải quyết được vấn đề. Cho nên nhiều khi Phật tử mà không hiểu đạo, không có chánh tín thì các vị rất dễ dàng bị người ta dụ dẫn. Bây giờ ông tin cho các vị ngồi đây cái rồi đến thầy bó nào tự nhiên ông phán, ông gặp cái mặt chuột ăn đường tối thui, bắt đầu lo rồi đó.
Đừng nói chi là đi hỏi đó. Khi mà ăn đường tối thui, tôi thấy bà là chắc là hạn xui đến rồi. Chú bắt đầu mình lo gì? Mình sợ. Mà các vị coi, ông thầy bói, bà thầy bói nào á mà đến coi với các vị thì phần lớn chỉ là suối. Phải cúng thế này, phải cúng thế kia, năm này sau này, năm kia sau, sau kia và năm nào cũng cúng cả. Nè, hết La Hầu đến Thái Bạch, kê đồ, nó vòng 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 rồi cuối cùng mình đi cúng suốt kệ thôi. Mà tu thì không lo tu, mà cứ lo cầu cúng. Làm nhà thì coi thì có phải bị năm kim lao hay là không kim lao. Cho nên thưa với các vị, cái ngày tốt, ngày xấu, mệnh như thế nào hoàn toàn do mình tạo nên hết. Bây giờ đi, nếu làm nhà lên, cho là chọn ngày tốt, giờ tốt, năm tốt, tuổi tốt đi, đất tốt đi, mà cho làm cái nhà lên mà để mà chứa vũ khí, chứa chỗ đánh bài, thì không chấm thì chài công an nó cũng hút, phải không nào? Còn làm cái nhà lên, vợ chồng cùng nhẫn nhịn nhau, vợ chồng cùng tu tập, làm phúc làm thiện, hoặc là làm cái chỗ phát cơm chay, thì xin thưa các vị, cái nhà đó tốt hay sao? Tốt cái chứ, phải không nào? Làm cái nhà để mà làm thiện thì nhà đó tốt. Còn làm cái nhà lên, dùng cái nhà đó để làm việc xấu ác thì nhà đó xấu. Như vậy xấu hay tốt là do mình thôi. Không, đem cái ngày tốt, ngày xấu rồi áp dụng vô thân mình rồi cho rồi mình tốt hay mình xấu là do cái ngày đó. Đâu đúng, không đúng. Tốt hay xấu là do cái nghiệp lực của mình. Các vị thấy, ngay cả anh em trong nhà, chị em trong nhà, cùng một cha một mẹ sinh ra, mà sinh ra cũng có người đẹp, người xấu, người gọi là bình tĩnh, mà người là khùng khùng, phải không nào? Nó cũng có người này người kia. Ngay cả là anh em hay là chị em cùng sinh đôi, một bọc sinh ra, chỉ ra trước rai ra sau chỉ độ 5-10 phút mà lớn lên rồi, cái mặt thì có lẽ là hao hao giống nhau, nhưng mà trí tuệ khác nhau, phước báo khác nhau, tuổi thọ khác nhau. Thì như vậy cái tốt hay cái xấu, cái vận hay cái mệnh của mỗi con người là tùy thuộc nơi cái nghiệp lực của mỗi con người. Chỉ cần mình làm thiện, mình tu thiện thì tự nhiên mình sẽ được bình an. Mà không cần dân sao, không cần giải hạn, tự nhiên mình được bình an thôi. Còn nếu dân sao giới hạn mà về làm việc xấu ác thì cũng y như rằng là không chấm thì chài, cũng vô trong đó mà ngồi bốc lịch thôi. Nó là vậy. Cho nên nhá, đừng nên tin vào cái bó toán, không nên đặt nặng vào cái sao hạn để rồi mình lại khổ đau, khổ đau với sao hạn. Nhưng oái oăm thay, có mấy cái chùa, mấy ông thầy bạn con á, cái ngày tụng kinh bình thường thì chẳng thấy một bóng nào cả, mà cái ngày mà cúng sau La Hầu hay là sau Thái Bạch, u chu cha đông, nó đông dữ. Bởi vì người ta cần cái đó, người ta mê tín, người ta theo cái đó, và ta nghĩ rằng người ta đến, người ta dâng sao, người ta giải hạn, người ta cắt sao, người ta chém sao, người ta làm đủ cả thì hết hạn. Đâu phải đơn giản như vậy. Hạn hay không hạn là do mình tạo nên. Mình biết tu tập thì vận hạn kia nó sẽ giải trừ. Nhưng mà bữa hôm á, con đến cái chùa kia, con thấy cái bảng co sao, thì con ngồi con coi từ trên xuống dưới, thì quái lạ thay là những người mà 100 tuổi là hết sao, 99 tuổi thì còn sao, mà 100 tuổi thì hết sao. Cái con hỏi sư, sao 100 tuổi mà hết sao rồi, 100 tuổi sao không giải sao giải hạn? Sư nói thế này, 100 tuổi rồi sao hết chiếu rồi. Cái sao sợ người 100 tuổi. Như vậy cái người 100 tuổi mà hết sao có nghĩa là người này không già, không bệnh và không chết, đúng không? Bởi vì hết sao hạn rồi thì có đau ốm không? Không. Có bệnh tật không? Không. Có khổ đau không? Không. Có chết không? Không chết. Nhưng mà lạ thay, một người 100 tuổi là dễ đi nhất à. Nó là vậy. Cho nên đừng bao giờ đặt nặng vô cái sao hạn. Đặt nặng vô cái sao hạn rồi mình lại khổ đau vô nó. Các vị chỉ cần thường xuyên lạy Phật, thường xuyên trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thường xuyên phóng sinh làm lành, thì mọi sao hạn đều qua hết. Con chỉ cho các vị một cái cách. Phóng sinh là các vị phải có cái phương pháp và có cái kế hoạch. Lâu nay con vẫn cứ làm như vậy. Phóng sinh thì con cũng không có cái chuyện mà làm ồ ạt. Phần lớn thì một mình cái âm thầm mà làm.
Mỗi ngày con bỏ vô trong cái ba lô con, nó có một cái túi nhỏ nhỏ thế này. Mỗi ngày con bỏ vô đó 1 ngàn. 15 ngày là đến ngày rằm á, là được 15 ngàn. Con lấy 15 ngàn con đi ra chỗ chợ hay chỗ nào họ bán cá, con mua 1 ký cá, con ra xong cái con niệm Phật cho nó, con quy y cho nó, cái con thả xuống. Một tháng con làm 2 lần như vậy. Và một tháng con chỉ làm có 30 ngàn, có 30 ngàn thôi. Tháng thiếu như tháng này là có 29 ngàn à. Nhưng mà tại sao phải làm như vậy? Các vị nói u làm như vậy chi cực vậy? Hai vị thôi cứ mỗi tháng lấy ra 50 ngàn phóng sinh cho rồi cho dễ. Không. Một ngày cũng là 1 ngàn, một tháng 30 ngàn, một năm được 365 ngàn. Đem 365 ngàn đó mà so với các vị bỏ 500 ngàn một năm, khác nhau hoàn toàn. Khác nhau chỗ nào? Các vị đem 500 ngàn, các vị phóng sinh một lần, tâm phóng sinh các vị chỉ có một lần. Mà một năm con được 365 cái tâm phóng sinh. Khác không? Khác nhau hoàn toàn. Cho nên mỗi ngày mở mắt ra, chuyện gì thì không biết, nhưng mà phải lấy 1 ngàn bỏ vô cái ba lô đó, bên cạnh cái túi đó, nói là con nguyện phóng sinh. Một ngày chỉ phóng sinh 1 ngàn thôi, nhưng mà mở mắt ra là tâm lành đã có. Ít ra mình đã làm được một việc lành của đầu ngày. Mà ngày nào cũng có tâm lành như vậy thì ngày đó an lành thôi. Chứ mắc mớ chi để rồi mình bỏ tiền vô, mình dâng sao mình giải hạn, rồi cộng thêm có một số chùa lại làm lễ cầu an bằng cách gọi là cúng tam sen. À, các vị ngồi đây có lẽ các vị rất là rành cúng tam sen. Muốn cầu an là phải cúng miếng thịt, đúng không nào? Một miếng thịt, mấy quả trứng, vài con tôm, đem vô chùa luộc trực tiếp luôn. À, chùa có 3 cái nồi nước để luộc. À, một cái nồi nước luộc thịt, một nồi nước luộc tôm, một nồi nước luộc trứng. Và cứ đến Phật tử nào đấy là cứ bỏ vô đó, nhúng vô rồi xách ra. Mà các vị biết là có những cái buổi lễ mà con tham dự á, đến giảng á, có 1000 Phật tử như vậy. Mà 1000 Phật tử như vậy mà mỗi người cứ đem một miếng thịt theo, thì các vị cứ nghĩ đi, biết bao nhiêu con heo đó chết. Mà để mà để cầu an á, an nào nổi, an nào có được, trong khi mà dùng mạng sống của chúng sinh để mà cầu an cho mình là không có. Cho nên cái bó toán các vị đừng bao giờ đặt nặng nó quá. Người Phật tử đi chùa phải có cái chánh tín, đừng bao giờ mê tín quá, đừng bao giờ sợ, đừng bao giờ nghe các bà thầy bói, ông thầy bói phán như là thánh rồi bắt đầu tin. Nhìn cái mặt nói gia đình bà năm nay có tang á, thâu đầu u chu cho là lo rồi đó. Có tang, tăng trẻ, tăng già, tăng trẻ thì chỉ bấm lại chỉ có đứa con mình thôi, chú thì bắt đầu lo đó, rồi bắt đầu hỏi u cho già làm sao cho hết tang, rồi vô rồi, làm sao hết tang tức là vô rồi đó. Bị vô cái trồng rồi, thế là bắt đầu họ dẫn, muốn hết tang là phải cúng cái này, cúng cái kia, thôi rồi các vị tốn không biết bao nhiêu tiền mà cuối cùng đau vào lại vào đái. Nên tốn tiền mà lại thêm lo. Con cứ nhìn xung quanh, các vị cứ ngồi suy nghĩ coi, những nhà mà dùng bó toán để mà sống, những ông thầy bói, bà thầy bói, các vị xem lại gia đình họ có giàu không? Các vị xem gia đình họ có giàu không? Không hề. Có thể là đời họ bó toán, họ có ăn, nhưng mà đến đời con, đời cháu của họ là bị hành chịu không nổi. Con để ý vậy. 10 người, hết cả 10 người, những người xem bó toán hầu như là không nhà nào giàu cả. Mà xưa nay cũng chưa có nghe thế giới có là đại gia phong thủy. Chưa bao giờ nghe nói đại gia phong thủy. Có nghĩa là gì? Những người xem phong thủy không giàu được. Từ chỗ đó mới thấy được rằng cái mà họ xem phần lớn là họ nó bừa. Sách nói chưa chắc đã là đúng, họ đem sách ra họ nó bừa. Cho nên từ đại họ nó bừa, thế là họ kiếm gì? Họ kiếm chén cơm ăn qua ngày. Chứ còn nếu như mà họ bó toán, họ biết được vận mệnh, biết được ngày giờ sinh thưa, gia đình nào cũng là 10 mái 20 lầu hết rồi. Nhưng mà có đâu? Không có. Đời họ làm ăn cho đã, lừa gạt người ta ăn cho đã, rồi cuối cùng gì? Con cháu nó trả. Con cháu trả cho bằng hết à, trả cho bằng mạc á. Chứ đừng vướng vô cái này, đừng vướng vô cái này để mà khổ đau. Thì như vậy mắc mớ chi? Mình vì miếng ăn rồi mình lại phán bừa phán ẩu, cầu không cúng dối, để rồi lại mang lấy cái tai họa cho bản thân và mang lấy cái tai họa cho con cháu của mình.
thì cái việc đó là không nên có. Còn một số chùa mà các thầy vẫn còn co bói, xin xăm bố quẻ thì đúng sai phải trái thì tự người đó biết. Mà bây giờ thì chúng con thì không dám nói đến cái chuyện các chùa xem. Có thể đó là phương tiện của các vị đó, nhưng mà các vị Phật tử ngồi ở đây thì các vị phải có chánh tín rằng cái việc mình xem nó đúng hay sai. Nếu như mà sai thì mình không xem nữa. Nếu như có việc nào không đúng thì thôi. Nhưng mà các vị hãy luôn luôn giữ giùm cho con một cái tâm rằng đối với những vị xuất gia, quý thầy, quý cô, các vị luôn luôn giữ cái tâm cung kính. Thường luôn luôn khởi tâm cung kính thượng trung hạ tòa. Bậc lớn hơn mình, bậc bằng mình và bậc nhỏ hơn mình luôn luôn sinh khởi cái tâm cung kính. Còn cái chuyện họ làm như thế nào, nếu mình không thích thì mình không đi, mình không muốn thì mình không xem. Còn chuyện của các vị làm thì tự nhiên các vị đó sẽ biết đúng hay sai, đúng với Phật hay sai với Phật. Thì đó là chuyện của các vị đó. Mình đừng có nghe như vậy rồi bắt đầu đi về nó u chu cha, ở chùa Hoằng Pháp nói như vậy, chùa của mình không được như vậy, bắt đầu ngồi chê ông thầy trụ trì mình ra, đó là không được. Các vị kiểm nè, chuyện của thầy mình làm, chuyện của ai làm đó là chuyện của họ. Còn mình nghe như vậy, mình hiểu như vậy, mình có chánh tín thì mình tu cho mình. Đừng bao giờ khởi tâm xem thường những vị đã xem. Biết đâu tâm của họ như thế nào mình đâu có biết đâu. Họ có sự chứng ngộ như thế nào mình không biết được. Có thể đó là cái phương tiện của họ. Bởi vì tà nhân mà dụng chính pháp thì chính pháp quy tà. Còn chính nhân mà dụng tà pháp thì tà pháp quy chánh. Các vị kiểm nè, cái người xấu mà dùng cái pháp tốt thì cái pháp tốt kia trở nên xấu. Còn người tốt mà dùng cái pháp xấu thì pháp xấu kia bỗng trở nên tốt. Con dao nó có đứt tay hay là nó cắt được rau, đó là do người sử dụng nó. Đứa bé thì người ta không cho cầm dao, bởi vì cầm dao là đứt tay. Còn người lớn người ta cầm dao là có lợi. Lợi hay hại thì chính tự người đó biết. Còn các vị nếu có chánh tín thì các vị không xem, không xem, không làm. Còn cái chuyện ai làm thì đó là mưu của họ. Các vị không khởi tâm xem thường, để rồi mình lại mang lấy những cái quả báo, đó là quả báo xem thường. Hãy học theo Bồ Tát Thường Bất Khinh. Tôi chẳng dám khinh các ngài, vì các ngài là Phật trong tương lai. Đó là câu trả lời của con. Và Nam Mô A Di Đà Phật.